Thưa quý vị, thưa các bạn, với lợi thế về khí hậu, mặt nước và thị trường tiêu thụ ổn định, những năm gần đây, nghề nuôi cá lồng trên sông, hồ chứa ở các tỉnh phía Bắc phát triển mạnh, tạo thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân. Nghề nuôi cá lồng ngày càng phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tận dụng lợi thế của dòng sông Năng, thời gian gần đây, một số hộ dân tại thị trấn Chợ Giã và xã Thượng Giáo của huyện Ba Bể đã tập trung phát triển mô hình nuôi cá lồng bè trên sông. Mặc dù mới triển khai thực hiện chưa lâu, song mô hình này đã mang lại nhiều tiềm năng và mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở địa phương. Đầu năm 2019, gia đình bà Vi Thị Hồng Thắm đầu tư gần 100 triệu đồng để mua 2 chiếc bè chăn thả cá trên sông Năng. Nhiều nguồn nước dồi dào, nguồn thức ăn phong phú, nên chỉ sau một thời gian chăm sóc, gia đình bà Thắm đã thấy được những lợi ích mà mô hình này mang lại. Cá nuôi ở sông Năng ấy thì cái nước nó sạch cho nên cá nó rất là ngon. Đấy, đấy là cái tiềm năng thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái mô hình nuôi cá lồng này thì cái cá ấy, nó nuôi ở cá ở sông này này thì cái diện tích mặc dù là nó nhỏ nhưng mà nó lại nuôi được rất là nhiều. Còn cái thức ăn rồi ở thức ăn của sông ấy thì nó rất là dồi dào. Hiện tại có gần 20 hộ dân trên địa bàn thị trấn Chợ Giã và xã Thượng Giáo chú trọng phát triển mô hình nuôi cá lồng bè trên sông. Với vốn đầu tư không lớn chỉ từ 40 đến 50 triệu đồng một chiếc bè, các hộ nuôi có thể thả từ 2.000 đến 4.000 con cá, cao gấp nhiều lần lượng cá nuôi trên cùng một diện tích ở ao. Các loại cá được người dân nuôi thả chủ yếu là cá lăm, cá diêu hồng, cá chép giòn và cá chấm. Đây là những loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với môi trường sông nước và được thị trường ưa chuộng. Theo các hộ dân, dòng sông Năng có mực nước sâu trên 10 mét, nên các loại cá hấp thu được nhiều tầng thức ăn đa dạng hơn so với ở cao nuôi. Cùng với việc được cung cấp thêm một số thức ăn xanh như cỏ voi, bột ngô, nên cá chấm lớn, tốc độ phát triển cũng nhanh hơn ở ao, sau 8 tháng là có thể xuất bán. Cái này nó phải là nó đạt hơn cái nuôi ao nhiều. Cái này là nó điều hòa nước suốt, mình chăm nó được thì nó lớn nhanh, nó được nhiều con hơn. Nuôi được dày hơn, cái độ dày là nó nuôi được dày hơn ao nhiều bởi vì nó gấp mấy lần ao cơ. Thêm một lợi thế của việc nuôi cá lồng trên sông là lòng sông Năng rộng, dòng nước luôn lưu thông nên cá có đủ lượng oxy cần thiết, giảm tối đa được tình trạng cá chết. Người chăn nuôi cũng không phải lo lượng thức ăn thừa như nuôi trong ao, qua đó hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí cải tạo, nâng cao thu nhập. Hiện nay cá nuôi trong lồng bè có giá khoảng 100 đến 120 ngàn đồng một kg, cao hơn từ 20 đến 40 ngàn đồng một kg so với cá nuôi ở ao. Người dân thu hoạch đến đâu, cá tiêu thụ hết đến đó. Với tiềm năng mà mô hình này mang lại, huyện Ba Bể đang nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết trong phát triển nuôi cá lồng trên sông nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Cái mô hình là nuôi theo chuỗi thì tôi thấy nó rất là thiết thực. Còn nếu mà nó triển khai đến đây thì tôi sẽ tham gia. Thời gian tới này thì sẽ cũng rất là muốn phát triển thêm cái mô hình này và sẽ nuôi đa dạng hơn. Đấy, nuôi rất là nhiều loại để cho nó phù hợp với lại cái dòng nước sông Năng này. Đập Vũ Lâm, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũng là một trong những điểm du lịch sinh thái mà huyện Bắc Sơn đang xây dựng trong chuỗi du lịch sinh thái toàn huyện. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngoài phát triển du lịch sinh thái, đập Vũ Lăng còn là một trong những khu vực nuôi trồng thủy sản quan trọng của huyện do Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Lê Hồng Phong đảm nhận. Hợp tác xã đã nhận thấy được tiềm năng nuôi trồng thủy sản có thể là hướng đi, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các thành viên hợp tác xã. Bởi Bắc Sơn có diện tích mặt nước khá lớn, nguồn nước ở các hồ đập chứa đảm bảo cho việc nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó là chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện đã tạo điều kiện để hoạt động nuôi trồng thủy sản có thể phát triển. Ban đầu thì vốn của hợp tác xã cũng ít, hơn nữa là bà con thì cũng chưa tìm được đầu ra. Thì phát triển những cái năm đầu là mới có vài lồng thôi, từ 6 lồng tăng lên 9 lồng. Và trong những năm gần đây là đặc biệt là năm 2018 thì số lồng của hợp tác xã là đã tăng lên là 37 lồng. Và trong cái hội đồng quản trị thì hợp tác xã thì cũng đã tìm ra được hướng đi cho bà con đi, có nghĩa là mình tạo điều kiện để tìm đầu ra cho bà con. Hợp tác xã trồng thủy sản nuôi cá lồng ở địa bàn Hồ Vô Lăng này thì hợp tác xã cũng như thành viên được đi tập huấn vấn đề về an toàn thực phẩm như bên về gáp ấy. Các loại cá được nuôi tại lồng bè trên đập Vũ Lăng đều phát triển rất tốt, chất lượng cá thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng,
Việc cung cấp cá ra thị trường ngày càng chủ động do thương lái đã tìm đến tận nơi đặt hàng, thu mua, giá cả ổn định nên thu nhập của hợp tác xã ngày càng được nâng lên, đời sống của thành viên cũng dần được cải thiện. Theo sự chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ để đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hợp tác xã cũng như là hỗ trợ cho hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt trước mắt là hỗ trợ tư vấn cho hợp tác xã tiếp cận nghị quyết 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh về liên kết trong hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như là tiếp cận nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Việt Nam. Năm 2020, đầu năm 2020 thì được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao cho Sở Nông nghiệp là xây dựng thương hiệu vệ sinh cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng Việt Gáp, nên là bà con rất phấn khởi khi xây dựng được cái thương hiệu. Để đó là một cái hướng đi của hợp tác xã sang đầu năm 2021, dự kiến của hợp tác xã là sẽ mở thêm khoảng 6 lồng cá nữa. Khoảng 6 lồng cho thêm một hộ thành viên. Đấy, và sẽ đầu tư để cải tạo lồng thêm chắc chắn hơn. Đấy, và sẽ đầu tư thêm cái hệ thống máy sục khí rồi là máy bơm. Cái hướng lâu dài hợp tác xã, nhưng mà định hướng lâu dài hợp tác xã là sẽ kết hợp vừa nuôi cá mà vừa sẽ làm thêm mảng du lịch. Trên đây chỉ là hai trong số các địa phương đã tận dụng hiệu quả hình thức nuôi cá lồng bè trên sông, hồ đập. Hiệu quả của mô hình nuôi cá lồng bè đã đánh thức được tiềm năng nuôi cá lồng bè trên hồ chứa tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhằm đa dạng các hình thức chăn nuôi, tận dụng được tiềm năng diện tích mặt nước sẵn có của địa phương, tăng thu nhập cho người sản xuất, nâng cao đời sống nông dân quanh khu vực lòng hồ, góp phần phát triển kinh tế địa phương, nông thôn bền vững, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.